Thảo biết là chỉ còn một ít phút nữa thôi Đình Văn sẽ bay ra thủ đô để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn xa của mình. Như vậy thì ngoài hành lý và một cây đàn, Đình Văn còn mang theo điều gì nữa? Văn mang theo tiếng hát và những ca khúc quen thuộc của mình. Những ca khúc nào anh có thể kể ra được không? Như là Hoàng Văn Phu, Duyên Tình, Giang Câu, Tình Đẹp Mùa, Chôm Chôm. Và theo anh thì anh có cho đó là những bài hát được tất cả mọi người yêu mến hay không? Thảo ơi, mỗi thể loại âm nhạc đều có một đối tượng riêng cho mình. Và như vậy thì riêng anh chọn lại đối tượng nào? Văn thì nó thì có Thảo là Văn tham lắm. Văn muốn bài hát Văn là được tất cả mọi tầng lớp yêu mến. Nhưng mà trước khi như vậy thì Văn muốn rằng mình phục vụ cho đông đảo bà con quần chúng trước hết. Em ơi, trong sụp ra đi, nước lớn nào đó. Ôi, em ra nè. Nè, bữa nay cho em đi theo Giang Câu hả? Ông xã tôi dễ thương quá ta. Chứ không cho đi hả? Tối ngày em cứ lẻo nhẻo, em hỏi anh đêm nay đi đâu hoài à? Thiệt là quen cho anh hết sức vậy đó. Đi đâu có vợ có chồng phải vui không nè? Chứ anh đi với thằng Trang hai cái chép đó hả? Em không có yên cái bụng đâu nè. Thôi thôi anh biết rồi, anh cho em đi đó, em chịu chưa? Chịu. Anh vẫn thường hay đi Giang Câu, trên đồng cạn dưới đồng sâu. Đi đâu? Nhưng em muốn biết rằng nè, Giang Câu ra sao? Giang Câu trong đông cá đen, ngoài sông cá trắng. Giang Câu dù mưa mà hay nắng, chẳng quản giải dầu. Nhưng là con cá nó cắn câu. Nè, anh bắt con rô mê. Em đem kho tổ nghiên. Anh bắt con cá đèn. Chẳng cắn câu em ơi, trời đất ơi, ngồi chờ gần chết luôn gì đó. Phải đi mà anh biết trước năm sau đó hả? Thì đâu có đến nỗi cắm sao hùng chân. Thì đâu đến nỗi cắm sao hụt chân. Em ơi. Gì vậy? Em chống xuồng qua trái chút đi. Đó, tấp tấp xuồng sát vô cái bụi ô rô trước mặt đó, thấy chưa? Thấy rồi, được chưa? Chưa, chút nữa, chút nữa. Rồi, được rồi đó. Rồi hen, em cắm sao à nghe. Anh cắm câu đi. Em thấy chưa, cái nghề văn câu này cực khổ, chứ sung sướng gì đâu mà đòi đi. Nhưng mà em thích đi. Thì đi. Anh vẫn thường hay đi Giang Câu, trên đồng cạn dưới đồng sâu. Đó là cây thú tiêu dao. Em đừng có hỏi anh đi đâu. Nhưng em muốn biết rằng nè, Giang Câu ra sao? Giang Câu trong đồng cá đen, ngoài sông cá trắng. Giang Câu dù mưa mà hay nắng, chẳng quan dài dầu. Nhưng là con cá nó cắn câu. Nè, anh bắt con rô mè. Em đem kho tổ nghiên. Anh bắt con cá trèn. Em đem phơi khô. Ngờ đâu sao cá chẳng cắn câu em ơi. Ngồi từ sáng hả tới tối luôn mà không có con nào hết trơn à. Có đi Văn Câu với anh hả? Thì mới thấy thương ông xã của em thiệt nhiều á. Thì đâu đến nỗi cắm sao hụt chân. Ê, ê, đau quá, cái cá nhiều quá đây nè. Phụ em một tay đi, đừng có biết xỉ nữa mà. Lẹ 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 luôn. Hồi sáng giờ mới thấy có cá đó. Bây giờ em sợ đi Văn Câu chưa? Không, mai em đi Văn Câu với anh nữa nè. Thôi rồi, tạm biệt mày hai cá chép ơi.